Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của FPT Shop Channel và mình là Minh Tiến. Thì như các bạn cũng đã biết thì Samsung Galaxy Note 20 và Samsung Galaxy Note 20 Ultra đang là một trong những dòng flagship cao cấp nhất thế giới hiện nay với những tính năng vượt trội của mình. Và để khai thác tối đa những tính năng vượt trội này thì hôm nay mình xin chia sẻ các bạn những cái thủ thuật hay để các bạn có thể khai thác tối đa chiếc điện thoại của mình nhé. Và bây giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ đến với các bạn một tính năng, đó chính là tắt phím điều hướng sử dụng cử chỉ. Thì như các bạn cũng đã biết thì ở những dòng điện thoại Android hiện nay thì chúng ta sẽ có 3 phím điều hướng, là một phím điều hướng trở về, một phím điều hướng trở về màn hình nền và một phím điều hướng về đa nhiệm. Và với dòng Note 20 Ultra năm nay thì các bạn có thể bật và tắt những cái phím điều hướng này một cách dễ dàng. Và bằng cách nào thì đầu tiên các bạn sẽ vào phần cài đặt, sau đó các bạn sẽ vào phần màn hình và các bạn sẽ chọn vào phần thanh điều hướng. Xong sau đó các bạn sẽ có hai cái sự lựa chọn, là các bạn có thể để hiển thị cái phím điều hướng này ở trên phần phía dưới này, hoặc là các bạn sẽ có thể chọn là ẩn với những cái thao tác vuốt lên một cách dễ dàng. Và ở đây mình sẽ để cho các bạn xem. Và ở đây chúng ta sẽ hiện lên ba cái phím điều hướng của chúng ta. Và nếu các bạn muốn sử dụng theo một cách nó hiện đại hơn thì các bạn sẽ có thể là chọn là thao tác toàn màn hình để các bạn có những cử chỉ vuốt lên một cách dễ dàng để chúng ta có thể trở về và trở về màn hình nền, hoặc là các bạn có thể điều khiển ở phần đa nhiệm một cách dễ dàng hơn. Và một tính năng tiếp theo khá là quen thuộc mình muốn chia sẻ đến với các bạn, đó chính là cái phần chụp màn hình. Và ở Samsung Galaxy Note 20 Ultra lần này thì chúng ta vẫn sẽ có một cách chụp màn hình truyền thống, đó chính là chúng ta sẽ đè đồng thời phím nguồn và phím giảm âm lượng để chúng ta có thể chụp màn hình lại một cách dễ dàng. Hoặc là các bạn có thể sử dụng một chiếc bút X Pen của mình để chúng ta có thể chụp màn hình lại bằng một cái thao tác không chạm, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng như thế này, là chúng ta có thể chụp màn hình lại một cách dễ dàng. Và một cái thủ thuật nhỏ tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn, đó chính là các khả năng dùng bộ nhớ tạm của Samsung Galaxy Note 20 Ultra lần này. Và lần này thì Samsung đã tối ưu hơn, là các bạn có thể là sao chép cái phần mà tài liệu mà mình muốn copy vào phần ghi chú để các bạn có thể sao chép nhanh dữ liệu hơn. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào phần sao chép này, sau đó các bạn sẽ vào phần ghi chú của Samsung và các bạn sẽ bật phần ghi chú lên. Sau đó các bạn sẽ vào phần ba chấm này và các bạn sẽ chọn vào phần bộ nhớ tạm. Và các bạn bấm vào phần này thì ngay lập tức thì cái phần các bạn tài liệu các bạn đã sao chép lúc nãy nó sẽ hiển thị lên cái phần ghi chú này thật là nhanh và tiện lợi. Thì các bạn có thể lưu lại những cái tài liệu mà mình muốn sao chép một cách rất là dễ dàng luôn. Và tiếp theo, một tính năng mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn dành cho những bạn có đam mê xem phim hay là xem những video trên YouTube, đó là tính năng bật phụ đề trực tiếp khi xem video. Và để bật tính năng này thì các bạn hãy chọn một video bất kỳ mà mình muốn xem. Và ở đây chúng ta sẽ vuốt xuống như thế này và sẽ có phần phụ đề trực tiếp, các bạn sẽ bật phần phụ đề này lên. Sau đó các bạn sẽ cho video chạy. Và phần phụ đề trực tiếp sẽ chạy ngay trực tiếp ở dưới phần này, rất là dễ dàng để cho các bạn có thể xem những bộ phim hay là xem những video trên YouTube một cách rất là dễ dàng luôn. Và một tính năng rất là thú vị ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra lần này mà Samsung đã tích hợp vào, đó chính là phần tạo ảnh GIF với Book X Pen. Và để thực hiện được tính năng này thì các bạn sẽ cần chọn một video bất kỳ và sau đó các bạn sẽ chọn vào phần Book X Pen này và các bạn sẽ chọn vào phần Mask Select. Sau đó các bạn sẽ chọn vào phần GIF này. Sau đó các bạn sẽ chọn phần ghi. Và ở đây mình sẽ, ví dụ mình sẽ chọn một cái GIF khoảng 5 giây đi. Mình sẽ dừng ở khúc này. Sau đó chúng ta sẽ có được một cái GIF khoảng 5 giây. Và ở đây các bạn có thể chia sẻ bằng tính năng Nearby Share của Samsung, hoặc là các bạn có thể là lưu lại để các bạn có thể comment ở những trang mạng xã hội, giao lưu vui vẻ cùng bạn bè. Và ở chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra lần này thì Samsung đã tích hợp cái khả năng tùy chỉnh chức năng phím cứng. Chúng ta sẽ thực hiện cái thủ thuật này nhé. Và các bạn sẽ vào phần cài đặt, sau đó các bạn sẽ vào phần tính năng nâng cao và các bạn sẽ chọn phần phím cạnh. Và ở đây thì chúng ta sẽ có khả năng là nhấn hai lần nút Home để các bạn có thể khởi động nhanh máy ảnh, hoặc là các bạn có thể mở trợ lý ảo Bitbuy lên, hoặc là các bạn có thể tùy chỉnh là các bạn mở ứng dụng bất kỳ mà các bạn cài đặt sẵn ở trên phần ứng dụng của cái chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra của mình. Và khi các bạn nhấn và giữ cái nút nguồn thì các bạn có khả năng đánh thức cái trợ lý ảo thông minh Bitbuy, hoặc là các bạn có thể bật cái menu tắt nguồn của mình lên một cách rất là dễ dàng luôn. Ở đây mình sẽ thử setup là mình sẽ nhấn hai lần nút Home để mình có thể mở một ứng dụng bất kỳ lên đi. Và mình ở đây mình sẽ chọn ứng dụng Spotify đi. Sau đó mình sẽ tắt điện thoại thử xem là tính năng này hoạt động như thế nào nhé. Và ở đây mình sẽ nhấn hai lần nút Home và máy của chúng ta sẽ tự động mở Spotify lên cho các bạn. Một tính năng rất là tiện lợi để cho các bạn có thể mở nhanh ứng dụng mà các bạn sẽ không cần vào phần menu
một cách rất là dễ dàng luôn. Và một tính năng rất là quen thuộc đối với những Sam Farm đó chính là phần hiển thị on way on display, và mình sẽ hướng dẫn các bạn hiển thị thông tin nhạc trên on way on display trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra lần này. Thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt, sau đó các bạn sẽ chọn vào phần màn hình khóa này và bạn sẽ chọn vào phần on way on display. Sau đó các bạn sẽ bật cái tính năng là hiển thị thông tin nhạc lên, và mình sẽ thử vào ứng dụng Spotify để xem là cái tính năng này hoạt động như thế nào trên on way on display nhé. Và ở phần on way on display lần này thì chúng ta đã được hiển thị thêm phần thông tin của bài hát mà mình vừa mới bật. Thì đây là một tính năng rất là thú vị mà theo mình đánh giá trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra lần này. Ở chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra lần này thì chúng ta còn có thêm tính năng là tùy chỉnh các cử chỉ của Buds Band. Và để bật tính năng này lên thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt, sau đó các bạn sẽ chọn vào phần tính năng nâng cao, sau đó các bạn sẽ chọn vào phần Buds Band. Và ở đây thì chúng ta sẽ chọn vào phần thao tác không chạm. Và ở đây chúng ta đã có 5 cái thao tác cơ bản nhất của Buds Band lần này là điều khiển bằng cử chỉ. Và ở đây thì có những cái cử chỉ như là trở về trang chính gần đây hay là Max Select, hoặc là các bạn có thể chụp màn hình bằng cái Buds Band này luôn. Và ở đây mình sẽ làm thử cho các bạn xem là tính năng này nó sẽ hoạt động như thế nào nhé. Mình có một tấm ảnh và mình sẽ thử vuốt qua bên phải để xem cái thao tác không chạm của cái Buds Band trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra lần này nó hoạt động như thế nào nhé. Và khi mà mình muốn trở về thì các bạn chỉ cần thao tác ngược lại lúc nãy thôi. Và các bạn muốn trở về thì các bạn sẽ thao tác như thế này. Và các bạn muốn chụp màn hình lại bằng cái Buds Band này thì các bạn sẽ thao tác đơn giản như thế này. Chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra lần này thì Samsung đã tích hợp vào chiếc Buds Band rất là nhiều tính năng thú vị. Và ở đây thì chúng ta đã có những tính năng như là phóng to, thì các bạn sẽ có thể phóng to những cái chủ thể mà các bạn không nhìn thấy rõ. Và các bạn sẽ rà chiếc Buds Band này đến gần cái phần mà các bạn muốn phóng to lên. Xong sau đó các bạn sẽ rà nó như thế này. Thì chúng ta sẽ thấy một cách rất là dễ dàng. Và ở đây thì các bạn có thể điều chỉnh độ phóng của cây Buds Band lần này. Và tính năng thú vị tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn đó chính là phần chuyển chữ viết tay thành văn bản. Và ở đây thì mình sẽ viết thử một từ bất kỳ để và mình sẽ chuyển thành văn bản xem nó hoạt động như thế nào nhé. Xong sau đó các bạn sẽ chọn vào phần icon dưới này. Và sau đó chúng ta sẽ có một cái phần chuyển đổi thành văn bản như thế này, và các bạn sẽ nhấn vào chuyển đổi. Và tính năng này rất là bổ ích dành cho những các bạn nhân viên văn phòng, những người doanh nhân thường xuyên tham gia những cái cuộc họp, và các bạn có thể ghi chú một cách nhanh gọn nhất và chuyển đổi thành văn bản để các bạn có thể sao lưu tài liệu một cách nhanh gọn hơn. Tính năng cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn đó chính là tính năng chia sẻ lân cận Nearby Share. Và tính năng này sẽ hoạt động giống như tính năng chia sẻ AirDrop của iPhone. Và ở đây các bạn sẽ bật ở phần cài đặt lên và các bạn sẽ bật tính năng Nearby Share lên. Các bạn phải đảm bảo là các bạn là hai thiết bị cùng bật tính năng. Ở đây thì mình đã bật sẵn tính năng Nearby Share này rồi. Và ở cái thiết bị mà nhận tài liệu thì các bạn cũng sẽ bật cái tính năng chia sẻ lân cận này lên. Và mình sẽ thử gửi một cái hình ảnh xem là cái tính năng Nearby Share này hoạt động như thế nào nhé. Và ở đây thì các bạn sẽ chọn vào phần chia sẻ. Xong sau đó chúng ta sẽ chọn vào phần chia sẻ lân cận ở đây. Và ở bên này, và ở phần chia sẻ lân cận này thì chúng ta đã hiển thị lên tên thiết bị, đó chính là Samsung Galaxy Tab S7. Và các bạn sẽ chọn thiết bị Samsung Galaxy Tab S7 mà mình đang sử dụng đây, chúng ta sẽ chấp nhận. Và chúng ta sẽ vào phần bộ sưu tập. Và với tính năng Nearby Share lần này thì các bạn có thể chia sẻ nhanh chóng ngay lập tức những cái file tài liệu hay là những cái file ảnh một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng luôn. Và với những tính năng thú vị mà mình đã chia sẻ đến với các bạn từ nãy đến giờ thì không biết các bạn đã có những cảm nhận gì về những tính năng này, hay là các bạn có những chia sẻ thú vị hơn về những cái tính năng mới hơn của chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra lần này thì các bạn vui lòng để lại bình luận ở phía dưới video. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. We'll be right back.